Leonardo DiCaprio, Tom Cruise, Brad Pitt, Robert Downey hay Robert Pattinson đều từng có một thời đỉnh cao nhan sắc, nhận được sự yêu thích của đông đảo người hâm mộ. Tuy nhiên, theo năm tháng, loạt tài tử đình đám đã không còn giữ được vẻ ngoài phong độ, hào nhoáng như thời được bình chọn là những người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh. Sinh năm 1974, Leonardo DiCaprio là một diễn viên người Mỹ, nhà sản xuất, đồng thời cũng là nhà bảo vệ môi trường. Bên cạnh tài năng, ông mang trong mình ba dòng máu Đức, Italy và Nga. Khuôn mặt ông rất đặc trưng, với đôi mắt xanh nước biển, khuôn cằm nhỏ nhắn cùng nụ cười nhẹ nhàng, lãng tử, đốn tim người nhìn. Tuy nhiên, sau 20 năm, tài tử Hollywood phát tướng đáng kể, anh mất điểm bởi thân hình chảy xệ, bụng mỡ và khuôn mặt râu ria vô cùng kém sắc. Tom Cruise sở hữu gương mặt điển trai với đôi mắt húp hồng, nụ cười rạng rỡ cùng thân hình săn chắc vạm vỡ cực nam tính. Với ngoại hình nổi bật, năm 1990, Tom Cruise vinh dự được tạp chí People bình chọn là người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh. Ở tuổi 58, gương mặt của nam tài tử đã xuất hiện nhiều nếp nhăn, thân hình của Tom Cruise đã phát tướng lên trông thấy. Brad Pitt sở hữu gương mặt hoàn hảo với khuôn xương hàm góc cạnh, nam tính, đôi mắt màu xanh lơ cùng mái tóc nâu vàng lãng tử. Với vẻ đẹp hoàn mỹ, Brad Pitt hai lần được tạp chí People bình chọn là người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh. Tuy nhiên, biến cố hôn nhân năm 2016 đã khiến Brad Pitt sa sút. Tài tử mượn rượu dễ sầu, ăn uống không khoa học, xuất hiện với ngoại hình hốc hác và già nua khó nhận ra. Mặc dù sắc vóc không đến mức xuống nhóc không phanh như cậu em Leonardo DiCaprio, nhưng Robert Downey vẫn thật sự khiến người hâm mộ choáng váng khi nhìn lại hình ảnh của anh ở thời quá khứ. Hiện tại, ở tuổi 55, Robert Downey đã trở thành ngôi sao hạng A khi liên tục xuất hiện trong những dự án phim lớn. Đầu năm 2020, viện thẩm mỹ Advanced Facial Cosmetics and Plastic Surgery công bố danh sách sao nam có gương mặt tỷ lệ vàng. Trong đó, nam diễn viên Robert Pattinson đứng đầu danh sách, trở thành người đàn ông đẹp nhất thế giới với tỷ lệ đạt 92,15% đo theo khuôn mẫu tỷ lệ của người Hy Lạp cổ. Lật lại quá khứ, ngoại hình của Pattinson khi đóng Chạng Vàng được khen là điển trai nhất. Nhưng không ít lần, tài tử 34 tuổi khiến người hâm mộ bất ngờ với hình ảnh xuề xòa, thiếu đầu tư với hình ảnh râu tóc bầm xòm khi xuống phố. Mặc dù hình ảnh của các diễn viên không còn như thời son trẻ, nhưng mỗi khi nhắc về vai diễn, chắc hẳn khán giả sẽ không bao giờ quên được. Với các diễn viên vừa nêu trên, thì bạn ấn tượng nhất với diễn viên nào? Hãy cùng để lại bình luận bên dưới nhé!